đâu có trẻ trâu đâu, mình kéo qua 130 à. Chứ mà các bạn, đây là một cái team trẻ trâu tụi mình hôm nay đi Đà Lạt ha. Đó, chỗ làm chó nha. À, hôm nay đi thì có Vinh, có Hòa, có Ngáo, có Khiêm và có Blue. À, có mình nữa. Rồi bạn đi dài vậy? Đi mình bạn ơi. Phải không? Đi mình nhưng mà có người ngồi phía sau. Thì nhân dịp là gần gần tới ngày sinh nhật cho nên là đi chơi, cho nên sẵn mình rủ mọi người đi chơi theo ha mọi người. Đi bao mọi người hết. Vô chọn bao nhiều lắm em, vô mua bao. Đây là không biết là tại sao gì, cái lý do gì mà mấy này nó đi nó tặng lấy winner đi không à. Chỉ có một người lạc lại thôi nha các bạn. Ừ, còn ai lạc thì mình không biết. Thanh niên đi gắn giá đỡ điện thoại nhưng mà lại gắn không được. Đây là xe của Vinh, xe tôn kính Vinh mượn, Vinh mới đi. Đây là xe của mình, còn đây là xe của thằng trẻ trâu nhất team. Chạy quỷ à? Đâu có trẻ trâu đâu, mình kéo qua 130 rồi. Ừ, đây đây đây, biển số nó đây nè các bạn, biển số nó đây, biển số nó đây. Đây đây, biển số. Mốt né ra đây nha. Ha, một hồi mà các bạn thấy trên video mà cái con đen đen này nó vụt một cái là biết rồi nha. Đây, mấy bạn đem gửi lên, đem gửi lên cho công an là được, hợp lý. Thì có gì nói không? Xong đeo con chèn có nít mới ăn xong thích đem quên đeo rồi. Đúng rồi, thôi để bây giờ bắt đầu đi ra tập trung đổ xăng rồi chuẩn bị đi các bạn. Nãy mới dừng ở đây uống nhẹ miếng nước, ăn nhẹ ly mì, mấy nãy không ăn đói bụng ráng chịu. Chốt đèn lâu phải chờ đi xe buýt kia. Chốt đèn ở lên thành làm thành lít được. Hai thằng tự nhiên từ hai thằng mà ở trong gần thành phố bị bỏ cuối đèn lên đây chạy bỏ lít được. Thấy lúc chạy mất xác lít được. Lên thành lít được. Đó bên lái, bên lái bên lít được hết. Ờ dừng lại cũng không dám chạy cái lít được là đậm quá. Đây là lời tự sự của các thanh niên mà sau khi đi được nửa đoạn đường. Nửa không ta? À đúng rồi, nửa rồi đó. Hiện tại là bây giờ tụi mình đang ở dưới chân đèo Bảo Lộc nha các bạn. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là tác phẩm của bạn Di sau khi dắt tụi mình đi một con đường. Bạn mắc cười quá, cái đường đó là cái đường có sẵn. Tác phẩm của bạn Di là bấy gan. Trong khi trên hành trình của tụi mình có đi dọc dây. Đây review xe đâu rồi, chủ xe đây đây review xe, chủ xe đâu rồi, chủ mấy xe bạn đi. Thấy điều gì đặc biệt không, xem của mình bên dơ bên hồng, tác phẩm của anh Duy đó, và cái người mình cũng vậy, một bên nè mấy bạn coi đi, một bên dơ bên sạch bao đi sao gì cá còn vô họng mình nữa mà. Ấy cái này là đâu có ai bắt buộc đâu đúng không, đâu ai bắt buộc đâu. Nguyên cái dạng chân nè, không mày coi cái dạng áo đó nè, đúng thật luôn đúng không. Cáo, đẹp quá vậy. Xin giới thiệu các bạn, đây là lý do là sao mà giày mình bây giờ vẫn bị dơ, nhưng mà thôi bạn ơi, giày bạn sạch rồi bạn ơi, nhưng mà mình mới không lâu được. Giày bạn sạch rồi bạn ơi. Nói chung là cái cung đường đèo Tà Bứa ở quốc lộ 55 đợt này nó hơi bị lầy á các bạn, mấy cái đất đỏ quá trời luôn, đường đang làm nữa. Gì vậy? mấy thanh niên này bậy bạ quá nha. Tao bá công an á, bá công an tụi mày đua xe nè, tao có bằng chứng rồi, tụi mày chết đi tao. Bạn làm gì có bằng chứng mình đua xe? Có nha, có bạn đua xe bạn vô số hụt nha. Đã nói tôi có quay hết nha. Bây giờ sao? Mình chỉ là lỡ đạp từ số 3 xuống là lòng còn số 2. Người ta là móc lên đạp xuống. Nói tao móc lên đi, tao móc lên tao đạp xuống. À, tự sự của Vinh là đến giờ chỉ đi 4 bánh thôi, chưa bao giờ đi 2 bánh. Cho nên là nay cầm con Winnet đi hơi có nhiều pha lộn xíu thôi, không sao đâu các bạn. Tao thấy ngáo mày, tao sắp sửa dựng lên ngáo má, tao vui quá tao đạp xuống luôn. Chỉ là đi gạ đua nhưng mà đạp nhầm số thôi. Tôi bóp phốt thanh niên, tôi bóp phốt thanh niên tách đồ bóp. Thanh niên tách đồ bình không? Đây là thanh niên tách đồ bình nón nè mọi người ơi.
A few moments later. 1 2 3 hành trình gắn nón của thanh niên. Gắn nón, thanh niên rất nón. Rất nón từ độ cao 20 cm. Có kéo không? Có có. Trời ơi, hũ tân đầy đủ. Cha bể mẹ cái nón làm đôi. Bể mẹ cái nón. Đây mấy bạn có thể thấy nó nứt luôn tới đây luôn rồi. Nó nứt tới đâu luôn rồi trời ơi. Mấy bạn hãy tưởng tượng đây là cái đầu của Kim. Mấy bạn hãy tưởng tượng đây là cái đầu của Kim. What? Cái này là nón bảo hiểm hay là nón gì đây? Vô bởi vậy. À, xin chào bạn, tụi mình vô mới chào. Ba tiếng thôi. Đừng có xạo, đừng có xạo, mắc cười quá. Mắc cười quá, bạn ngủ ít, bạn ngủ nhiều hơn tôi về tôi mới mệt. Mấy bữa nay tôi không ngủ rồi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi. Để ở ngoài. Đúng rồi. Chạy đâu đi, đi ngủ. Ồ mắc cười quá, đi đi chứ tự nhiên. Thôi bạn lương lẹo, bạn im đi. Mình làm. Hello các bạn, hiện tại là đang ở quán nước nha. Đây là một cặp. Đây là một cặp. Chỉ có hiện tại là người này là lẻ loi thôi nha. Mình đang ở cái quán Horizon và giờ này sương nó đang lên mờ mờ, nhìn rất là đã. Nhìn mấy cái bóng đèn nó mờ mờ mờ. Đây là lúc mới yêu của một cặp. Các bạn chưa biết là cái thằng áo đen là thằng ngáo, còn cái thằng áo xám xám là thằng quà. Cặp rất nổi tiếng trong những cái tựa game. Còn cái cặp này là mới vừa phát sinh tình cảm trong ngày hôm nay. Em lại cho tao mà má lạnh quá mày. Người yêu kêu kìa. Thanh niên gì đâu mà bởi vậy rồi hỏi sao ế. Qua cho tao hôm nay nhận đó. Dạ, tao chuyển nhượng sang tên đi với em anh chăm. Rồi, ê, không có chơi tình tay ba nha. Tao báo công an nha. Ủa, tao qua luôn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ủa, anh đâu mày lại? Chạy đi đâu? Tao, đi với mình, chạy cứu mình với mấy bạn ơi. Trời, bây giờ chấp nhận là yêu đi, cầm cái ba hộp chân châu nó về xài liền đó. Tặng cái mới luôn. Cho ôm đi, tao về tao chuyển nhượng mày với em ba chục. Đó. Nè nè, có bằng chứng luôn nè Khiêm. Đồng ý liền, đồng ý liền. Chị gái Vy đồng ý. Né lên các bạn thấy không? Đây là mặt lương lẹo giống ai đâu. Có là gì muốn nói không? Nói gì vậy? Em yêu anh. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh Indie Vlog nha.